Và với cái series túi này thì Vũ sẽ, những khách hàng mà đã mua hàng tại Thiên Vũ thì Vũ sẽ tặng hết cho những khách hàng mà đã mua LD 28 và LD 11. Những khách hàng mà xem video này có thể liên hệ, Vũ sẽ gửi hoàn toàn miễn phí và bao luôn cả phí ship luôn. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì cái video hôm nay thì Vũ sẽ không review về lon, mà một video Vũ chia sẻ cho các bạn biết về một thông tin là sau khoảng 45 ngày nhiều bản chỉnh sửa thì hôm nay thì đã chính thức có một bộ túi dành riêng cho dòng LD System 11 và 28. Thì bộ túi này rất là nhiều khách hàng hỏi, nó đã có chưa rất là nhiều. Thì video hôm nay Vũ sẽ review về nó. Thì đối với cái bộ túi của LD này thì Vũ sẽ tập trung vào cái chất lượng cũng như là khả năng chống nước, bảo vệ loa, cũng như là cái độ đẹp, cũng như là cái độ hoàn thiện cái may, nó phải khít mọi thứ để cho nhìn sản phẩm nhìn nó vừa sang. Thì trước mặt các bạn đây chính là bộ túi đây. Thì Vũ cho các bạn coi. Đây. Thì đây là bộ túi của LD, đây là 11. Đây các bạn ha, bộ 11 đó mà. Còn đây là bộ túi của bỏ này xuống các bạn. Đây bỏ lên đây nè, Rồi. Đấy. Đó. Còn đây là 28 G3. Thì Vũ hiện tại là chỉ tập trung vào hai cái series này thôi. Đó, tại vì hai series này được khách hàng nhiều nhất. Và với cái series túi này thì Vũ sẽ, những khách hàng mà đã mua hàng tại Thiên Vũ thì Vũ sẽ tặng hết cho những khách hàng mà đã mua LD 28 và LD 11. Những khách hàng mà xem video này có thể liên hệ, Vũ sẽ gửi hoàn toàn miễn phí và bao luôn cả phí ship luôn. Còn và chỉ áp dụng cho những khách hàng mua một cây nha các bạn ha. Còn đối với những khách hàng mà mua một cặp thì Vũ chỉ hỗ trợ được một túi thôi nha. Còn khách hàng muốn mua túi thứ hai thì các bạn phải mua nha các bạn. Thì bộ túi này với độ build rất là cao thì nó đâu đó có giá khoảng trên 1 triệu các bạn ha. Rồi, bây giờ mời cameraman là có thể coi quay lại cái túi. Cái túi này các bạn coi những cái đường chỉ rất là tập trung nha các bạn. Đó, đây, bạn thấy đường nét không? Đấy, cực kỳ đẹp, các bạn thấy liền lạc không? Cái đường chỉ mai rất là đẹp. Cameraman thấy focus gần lại. Đấy, bạn thấy chưa? Đó, đường chỉ mai đây, đây là đường chỉ mai đây. Rồi, đây là dây kéo, đây, dây kéo đây. Đó, các bạn cái dây kéo nhìn như là dây kéo của Nike đúng không? Mai đó, vậy đó. Đó, các bạn thấy không? Kéo nè. Đó. Đó. Cái dây này nó quan trọng lắm bạn, tại vì thí dụ dây này không nè, nó sẽ rất là cứng, nên tại sao nó lại có cái dây này. Và dây này các bạn, cameraman quay được cận cảnh cái dây này giúp. Đây, cái này phần nhựa các bạn, nó là được nhựa đúc, nó kẹp với dây sẵn nha các bạn ha. Thường thường mà cái dây này bạn sẽ thấy những ở cái túi, những cái ba lô nhập khẩu, các bạn sẽ thấy những dạng dây kéo như thế này. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Nên không đau tay. Bộ tơ. Đó, thấy chưa? Đấy. Rồi. Còn cái vấn đề về độ form á, các bạn thấy nè, từ từ của cho các bạn xem. Đó. Rồi form đây các bạn nhìn form nó rất là vuông cạnh. Đây, để mình để xuống. Rồi, từ túi để sau đi. Và ở đây một cái logo LD. Và logo LD không phải là in, mà là cameraman thể quay cận cảnh, mà là vải thiêu hoàn toàn các bạn. Cái này được thiêu hoàn toàn nha, nên nhìn tổng thể, nhìn xa ra thì cái túi nhìn rất là sang các bạn. Để Vũ cầm cho các bạn coi. Đó. Thấy chưa? Bạn thấy không? Đấy. Đó, mình có thể sắp một tay nhìn nó giống như là cầm một cây guitar hay là một cái nhạc cụ nữa để chúng ta đi chơi á, nó rất là chuyên nghiệp đấy. Rồi với cái túi này á thì về cái chế độ bảo hành á thì các bạn yên tâm nha, Phủ sẽ bảo hành cho tất cả những khách hàng trọn đời hoàn toàn luôn. Rất là tự tin về cái túi, những cái sản phẩm mà mình làm ra để đưa đến tay khách hàng thì hoàn toàn free, không có tốn phí. Nếu mà khách hàng nào túi mà bị rách á, Phủ sẽ đổi cho mọi người một túi mới luôn, xài vô tương nha. Đấy. Rồi những cái mặt túi này á là đều là túi có khả năng chống nước. Đó, nên là khi mà nước không thấm á thì các bạn càng lấy khao trước khi mình mở cái túi ra. Thì cái đó là kinh nghiệm. Thì nếu mà nước có dính trên đây, các bạn lấy khăn lau khô cái túi trước, sau đó chúng ta mới mở dây kéo. Tại vì nó đã không thấm nước, tức là nước nó sẽ còn đọng ở trên cái mặt này, bề mặt này. Nếu các bạn mở dây kéo ra thì nước nó sẽ lọt vô cái loa. Thì các bạn lưu ý cái chỗ đó trong quá trình mình sử dụng nha. Đó. Còn cái phần này thì nó sẽ là một vải với một cái chất liệu vải, các bạn có thể so sánh. Nếu mà những khách hàng mà sở hữu cái túi của Thiên Vũ á, các bạn có thể nhìn vào cái chất liệu vải thì các bạn có thể so sánh những cái mặt hàng trên thị trường, hầu như là cái chất lượng nó khác nhau hoàn toàn. Nếu mà những khách hàng mà đã sử dụng những cái túi của Thiên Vũ làm thì chắc chắn, nếu mà những khách hàng nào đã dùng những cái túi như Bow rồi
MV rồi mọi thứ á, thì các bạn có thể nếu xem video này hãy cho Vũ một cái đánh giá chân thật nhất ở dưới comment bên dưới để cho mọi người cùng xem nha, những sản phẩm mà Vũ làm ra để gửi đến ấm đến cho khách hàng. Rồi rồi, còn cái việc mà êm á, các bạn yên tâm nha, để Vũ bỏ xuống cho bạn coi. Rồi comment nha. Rồi cái phần mà độ êm á thì các bạn cứ yên tâm vì nó sẽ rất là êm, vì mỗi túi, tất cả mọi bề mặt đều có hai lớp. Thứ nhất là một lớp nhựa, thứ hai là một mốt xốp. Là hai lớp này, lớp nhựa là tránh vật nhọn cũng như là những cái vật nhọn, vật cứng có thể xuyên qua cái túi này. Vật mút thứ hai là mút xốp, thì cái mút này nó đảm bảo là chống va đập cũng như là chống sốc, chống cứng cũng như là chống để cho nó bị chày hay là bị mớp cái sản phẩm ở bên trong ha. Cũng như chày sơn, bị xước, nếu mà giữa vật cứng thì nó sẽ vẫn xước, dù có thể là nó sẽ không bị gì nhưng mà nó sẽ không xước. Nên đó là lý do là nó sẽ có hai lớp là như vậy. Đây các bạn, khi mà các bạn nghe Vũ vỗ nè, các bạn nghe nó sẽ không phải là nghe tiếng lo mà các bạn chỉ nghe là tiếng xốp thôi đấy. Và các bạn nhìn cái form, cái form của Vũ làm cho khách hàng này, nó được phá cách một lớp vải và một lớp bóng. Đây là một lớp da, nó giống như một lớp da các bạn, còn đây là một lớp vải đấy. Rồi cái form của nó như thế này đấy, bạn nhìn thấy không, rất là vuông vức, nó rất là vuông cạnh các bạn ha. Đấy, nó rất là vuông cạnh đấy, các bạn thấy chưa đó, nó cực kỳ vuông cạnh luôn chứ nó không có bị dư thừa. Hay là tại vì đồ nhập thì cái thiết kế nhìn nó cũng phải đẹp, nó phải nhìn nó giống đồ nhập nha các bạn. Đấy, lo nhập thì túi thiết kế cầm vô nhìn nó cũng phải sang, nó cũng giống như đồ nhập vậy đó. Rồi bây giờ mình Vũ sẽ, còn đây các bạn thấy cái túi của 28G bao đây, Vũ cho các bạn coi nha. Đây cho các bạn coi, đây là túi của 28G ba nhìn á, nó có cách điều như vậy. Các bạn nhìn vô cái chỗ này nè, thì các bạn thấy nó giống như là cameraman nhìn quay từ trên cao xuống nè. Các bạn nhìn cái tấm này nè, nhìn bình thường nếu mà nhìn sơ ngoài người ta nghĩ nó là một cái lớp cách điệu để làm đẹp, nói chung là điểm nhấn cho cái túi, nhưng mà thật ra không phải, nó là một cái chỗ hóc để cho khách hàng xách đó. Nhưng mà khi dán lại á, cái miếng vải nè, cameraman thể quay cận nè các bạn, đây là vải hai lớp, đây các bạn nhìn chảy đi, đây là miếng vải hai lớp các bạn thấy chưa đó. Nhưng mà khi mà nó thẳng mà nó rất là cứng, nên các bạn cần vuốt thế này, áp sát vào, vuốt ngang qua, nhìn vào không biết chỗ này chỗ để chúng ta mở nắp, nhìn nó giấu rất là liền lạc. Ngoài ra riêng với 28G3 các bạn sẽ còn hai cái túi xách ở bên hông nữa, hai cái bên hông này đấy đó. Còn riêng với Maui 11 thì nó chỉ có một ở cái phía trên thôi. Thì nãy Vũ trong quá trình Vũ làm á, quay review Vũ có test thử nước cho mọi người cùng xem nè, cho anh mượn cái khăn. Này Vũ đã test nước rồi đấy, nè các bạn có nước nè, thấy không, nước này nó vẫn động trên đây nè đấy. Đó, lau đi. Rồi các bạn thấy nhìn nó liền lạc đúng không, rồi mình mở ra nè đấy, thấy chưa đó, sách đúng không đấy, sau đó mình dán lại, nó rất là căng. Cái con này bạn thấy cái tấm này nó thẳng không, rất là thẳng hàng, vuốt một cái nhìn đâu biết là chỗ mở nắp luôn đó. Nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó sẽ giúp cho tổng thể cái túi này á, nó có nhìn nó rất là sang, kết hợp với là cái logo LD đó thì nó sang. Ở bên mặt bên đây sẽ có hai không da và ở đây là sẽ mặt phải bố, tức là sẽ có cách những cách điệu như vậy đó. Rồi xong, cái này là túi chùm thôi các bạn, nó là túi chùm như vậy ha, bạn lấy ra rất là đơn giản nè đó, bạn thấy không đó, chỉ chùm như vậy thôi. Và tất cả xung quanh đều mút và hai lớp hết nha, nên mọi người cứ yên tâm bảo vệ lo của mình khi mà mình di chuyển, rồi mình đi chơi. Rồi mình sẽ cho các bạn coi cái này. Sang ơi, hỗ trợ cái này xem. Cameraman đứng đây là cameraman. Rồi, ok. Mình và Sang sẽ chỉ cho khách hàng coi cái cách mở cái túi này. Đây, mở ra bên hông này. Rồi cameraman lại gần xíu nè. Rồi. Rồi Sang có thể lấy một cây giúp anh. Hả? Rồi, lấy trước một cây đi. Rồi. Rồi Sang sẽ lấy một cây, tất cả cái cây này cái mặt lưới lo nó sẽ dựng đứng lên. Đó các bạn ha, thì Sang đã đang cầm rồi. Thì các bạn thấy cái túi này nó rất là đơn giản, thì Vũ để đây tại vì Vũ không muốn là nó phải sọt vô, nó rất là khó. Mà những cái con loa của LD là những cái loa bằng gỗ thì nó rất là nặng, thì nếu mà mình sọt như vậy nó sẽ rất là bất tiện, nên Vũ thiết kế ra cái kiểu này là để giữa cái loa này và cái loa thứ hai, hai cái thanh column này nó sẽ không được va chạm với nhau với một lớp sốc rất là dày. Đây cameraman này nhìn ha, đây khi mà chúng ta mở ra nè, mở cái thứ nhất, cái này là cái lớp gấp và nó mô xốp rất là dày, nó khoảng đâu đó khoảng tầm
3 ly. Đó, 3 ly rất là dày, được may sẵn hai mặt rồi. Đó. Thì các bạn bỏ cái lo thứ nhất vào. Thì cắt lại cái lớp này, lớp bên hông, lớp ở phía dưới nền đều có mút xốp được bảo vệ hết, nên các bạn không sợ chày, không cần phải sợ nó cứng mớp. Thì khi mình bỏ cái thứ nhất vào là như vậy. Các bạn thấy đơn giản không? Đó, thấy không? Đó, rồi xong. Gặp nó lại. Đó, bình thường. Bỏ lớp thứ hai vô. Này là nằm trong cái sáng tạo nhiều chứ các bạn. Đó. Đó, xong. Các bạn thấy nhẹ nhàng không? Đây cái logo LD đây. Rồi chúng ta kéo lên đây. Nắm cái dây này bạn, kéo mạnh đi. Đừng sợ đứt các bạn, đứt mình cho các bạn xì dây khác. Thoải mái nha. Đó. Đấy. Đấy. Mình nghĩ là video chắc mình cũng nói khá là đầy đủ về nội dung rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của Vũ. Và cái mẫu túi này Vũ sẽ chủ động liên hệ với khách hàng của mình. Nếu có sót thì khách hàng có thể liên hệ đến Thiên Vũ nha. Thì Thiên Vũ sẽ gửi tặng toàn bộ cho khách hàng của mình một túi tương đương với cái mà sản phẩm các bạn mua. Và chỉ một cái duy nhất thôi nha. Còn nếu những khách hàng mà mua hai cây á thì các bạn phải mua thêm cái túi thứ hai. Còn đại lý thì Vũ sẽ cung cấp cho tất cả các em. Ok, xin chào và hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Chờ những video sắp tới của Vũ sẽ review rất là xịn nha. Bye bye.